Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh kiến nghị về việc thu hồi đất của 30 hộ dân thuộc xóm 1, thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động và trích dẫn quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ủy ban dân thành phố Hưng Yên đối với 3 hộ dân dựng lều lán, đổ chất thải tại khu vực nút giao ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Văn Linh giáp bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của 30 hộ dân thuộc xóm 1, thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư phản ánh về việc ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhân dân được mời đến nhà văn hóa thôn và nghe thông báo về việc thu hồi đất nông nghiệp để làm đường giao thông. Nhưng đến nay, nhân dân vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi và nhân dân đề nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc đo đạc, công khai diện tích thực tế và giải quyết kịp thời đền bù theo quy định của nhà nước cho các hộ gia đình. Theo dấu đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình đi tìm hiểu sự việc và được biết, thực hiện dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 km 22 cộng 550 với DT 376 và dự án tuyến đường bên của tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, xã Nhân La, huyện Kim Động có tổng chiều dài khoảng 1,2 km và diện tích thu hồi khoảng 2,16 ha đất. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, tại nhà văn hóa thôn Giang, phóng viên đã ghi lại buổi đối thoại giữa 30 hộ dân có đất thu hồi với chính quyền địa phương, phòng tài nguyên và môi trường huyện Kim Động và đại diện ban quản lý dự án công trình Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của nhân dân, lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã thông báo về tiến độ cũng như phương án kiểm đếm đo đạc và bồi thường giải phóng mặt bằng. Có hai dự án và có hai nguồn tiền khác nhau. Đấy, báo cáo với cả không bảo thế, cho nên là cái việc là cái dẫn đến cái việc chậm trễ kiểm kê của 30 hộ dân mà mới chỉ thông báo trong phạm vi được trục ngang. Đấy thì thành thật báo cáo rằng là thay mặt đại diện cho huyện là cũng cái việc chậm trễ thì chúng tôi cũng xin tiếp thu. Còn về quy trình về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu đất thì báo cáo chí là tại nghị định 47 luật đất đai mới nhất là quyết định 3 của ban tỉnh Hưng Yên về bồi thường hỗ trợ tái định cư về trình tự thu hồi đất phải thực hiện theo quy định pháp luật. Thứ nhất, đối với 1 m² thu hồi đất lúa theo quy định tại khoản 3 điều 62 luật đất đai là phải được hội đồng dân tỉnh qua. Thì hội đồng dân cũng mới thông qua tại nghị quyết 182/183 tháng 3 năm 2020. Thì báo cáo chí là chúng tôi cũng đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm, trích lục và xin tỉnh cấp trên chủ trương. Thì ngay sau buổi hôm nay thì cũng đề nghị chỗ thứ nhất địa phương và thứ hai là chỗ tổ kiểm đếm giải phóng bằng bồi thường nắm bắt ý kiến của dân, xuống đo thực địa luôn, xuống đo thực địa và sẽ công khai tất cả các kết quả kiểm đếm các hộ dân. Sau khi các hộ dân nhất trí về kết quả kiểm đếm thì hội đồng bồi thường sẽ lập phương án công khai với các hộ dân trong vòng 20 ngày. Khi các hộ dân không thắc mắc gì thì chúng tôi kết thúc công khai về phê duyệt án. Thì báo cáo với cả ông bà là cái tiền này, cái tiền bồi thường các hộ dân là cũng là tiền ngân sách nhà nước. Không có quyết định phê duyệt phương án bồi thường thì hội đồng bồi thường cũng không thể rút, không thể làm gì được. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn đối với việc thực hiện các dự án đầu tư. Nhiều dự án do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới chậm tiến độ, khiến hiệu quả đầu tư bị ảnh hưởng. Ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của 30 hộ dân thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động là nguyện vọng chính đáng. Qua đây, ban biên tập hộp thư, bạn xem truyền hình cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương hoàn thiện quy trình giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ công trình dự án đã được phê duyệt và cũng là đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư tháng 4 năm 2022, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được một số ý kiến công dân phản ánh về việc một số người dân dựng lều lán đổ chất thải tại khu vực nút giao ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Văn Linh giáp bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có đi tìm hiểu sự việc và được biết. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hưng Yên đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 269, 270, 271, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Tiến Nam, Vũ Trường Sâm có nơi ở hiện tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và Vũ Hồng Lệ nơi ở hiện tại xã Thiện Tuyến, huyện Tiên Lữ. Quyết định xử phạt 3 hành vi vi phạm hành chính là dựng tường rào các loại,
và để trái phép chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Chiếm dụng đất của đường bộ để xây dựng nhà ở, tổng số tiền phạt đối với 3 hành vi là 25 triệu đồng một người. Các hộ trên không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ngày 9 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành 3 quyết định số 1320, 1321, 1322 cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 hộ trên. Theo quyết định cưỡng chế, buộc phải thu gọn chất phế thải, tháo dỡ tường rào các loại, công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Thời gian thực hiện 50 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Riêng bà Vũ Hồng Lệ hiện đang công tác tại trường tiểu học Thủ Sĩ, quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương để đảm bảo thi hành quyết định số 271 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính. Lý do khấu trừ, không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Trường tiểu học Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ có trách nhiệm chuyển số tiền đã khấu trừ và ngân sách thành phố Hưng Yên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày khấu trừ một phần lương của bà Lệ. Quyết định nêu rõ, ba ông bà Vũ Tiến Nam, Vũ Trường Sâm, Vũ Hồng Lệ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.